Xin kính chào quý nhà đầu tư nhé. Hôm nay thì Trần Quang trở lại nói chuyện với lại anh chị em, chia sẻ về một cái chủ đề, đó là cũng liên quan đến đất nền, cũng liên quan đến đầu tư bất động sản. Thì chủ đề là liên quan đến quản trị về rủi ro. Chủ đề nó sẽ nói về cái vấn đề là 5 cái rủi ro khi mà quý vị các bạn đầu tư bất động sản ở đất nền. Quý vị thấy cái chủ đề này có đáng quan tâm không? Bởi vì trong cái tôi biết thì rất nhiều anh em bạn bè đang muốn đầu tư ở đất nền, trong đó đất nền ven Hà Nội, đất nền ở các tỉnh, đất nền thậm chí ở xa xa hơn các tỉnh, là cái về vần là những cái dự án, những cái khu đất mà bên bên rìa của ngoài cái tỉnh đấy, ở cái vùng ngoại ô của cái tỉnh đấy đó. Thế thì sau này Trần Quang sẽ xin phép chia sẻ với anh chị em về cái những lý do đầu tư bất động sản đất nền. Thế còn hôm nay Trần Quang sẽ nói trước về vấn đề là 5 lý cái rủi ro khi mà đầu tư đất nền. Thì anh chị em biết rồi, đất nền là một cái sản phẩm khá là đặc thù. Đặc thù đầu tiên của nó nói rằng về cái cơ sở hạ tầng khi mà đầu tư bất động sản đất nền, nó sẽ có một cái là cái cơ sở hạ tầng an sinh xã hội ở đó nó sẽ chưa thể, về cơ bản là chưa thể theo kịp được cái những cái dự án mà anh chị em đang được giới thiệu, đang được chào bán trên thị trường. Có rất nhiều anh chị em đã từng đi rất nhiều tỉnh để tham quan các dự án đất nền thì cũng sẽ có thể thấy được những cái cảm nhận như tôi, là những cái khu đó là một là nó cũng không phải ở trung tâm, rồi thì đường xá thì bây giờ còn chưa làm, thậm chí có những cái dự án còn đang là cánh đồng lúa, rồi rất rất nhiều các cái yếu tố khác. Thế thì anh em có thể thấy là cái cơ sở hạ tầng của nó chưa được làm, chưa được hoàn thiện, thì dẫn đến cái việc là cái giá trị bất động sản đấy mà anh chị đang được chào bán mua 5 triệu, 7 triệu, 8 triệu, 10 triệu, 20 triệu, 50 triệu thì có thể nó sẽ chưa tương xứng. Nó đang bị mất cân đối giữa giá trị thực tế tại thời điểm hiện tại và cái giá trị trong tương lai. Mà cái giá trị trong mà quý vị và các bạn đầu tư đấy là gì ạ? Là đầu tư giá trị trong tương lai. Đấy, nhưng mà lại phải bỏ tiền trong thời điểm hiện tại. Đấy, các vị thấy là nó cũng hơi hơi nghịch lý, nhưng mà đầu tư nó là vậy. Đầu tư nó là vậy. Chỉ có điều là anh chị em cần phải kiếm những cái dự án nào mà cơ sở hạ tầng, an sinh xã hội xung quanh nó có tương đối đầy đủ, để làm sao cái giá hiện tại và cái giá tương lai nó sau khi xong ấy, nó có chênh nhưng mà nó không chênh nhau, nó đến lớn đến cái mức độ mà cái giá hiện tại mà quý vị mua là giá ảo, thì quý vị các bạn cần phải tránh những cái dự án như vậy. Tiếp theo ấy là cái tính pháp lý ấy, thường là những cái dự án mà đất nền khi mà chia lô bán nền hoặc là các dự án đất nền, thì cái tính pháp lý của họ khi chào bán, các anh chị em cũng có thể sẽ gặp phải những cái dự án nó chưa đủ tính pháp lý. Tính pháp lý của nó thì có rất rất nhiều yếu tố pháp lý, nhưng nói đơn cử lại như thế này: trong bất động sản thổ cư thì nó có sổ hồng, hay còn gọi là giấy chứng nhận quyền sử dụng chứ không phải sở hữu, quyền sử dụng đất. Còn trong dự án thì nó là một series lô xích sông các cái giấy tờ pháp lý để có thể được đánh giá là một dự án đủ điều kiện pháp lý. Chẳng hạn như quyết định đầu tư, giải phóng mặt bằng, DTM, tức đánh giá tác động môi trường, giấy phép xây dựng, rồi thì thậm chí có những cái khu mà để mà ra được, chuẩn bị ra được sổ thì nó phải có phòng cháy chữa cháy, vân 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 vân. Đó là những cái mà pháp lý cơ bản nhất. Còn sau này Trần Quang sẽ chia sẻ về những cái dự án, những cái khu đất thế nào gọi là có tính pháp lý tốt, thì anh em có thể là subscribe kênh trong đó, thì Trần Quang sẽ xin phép chia sẻ vào những cái clip sau. Yếu tố thứ ba mà anh em thường gặp phải đấy là tính quy hoạch. Nếu như mà chỉ 1-2 năm trước ấy, anh em có thể thấy là cái phong trào nhà nhà người người đầu tư vào trong bất động sản Phú Quốc chẳng hạn, hoặc là bất động sản tại đâu ạ, tại Vân Đồn, Quảng Ninh đúng không ạ, rồi thì tại Hàm Linh, Vân Phong đúng không ạ, Nha Trang, rồi rất rất nhiều các cái địa phương khác. Nhưng mà khi mà Trần Quang đến xem kiểm tra tính pháp lý thì không ổn rồi. Nhưng mà rất nhiều anh chị em cũng đã vẫn cố tình mua. Mua thì thực ra là cái quy luật của đầu tư là rủi ro nhiều thì thường là cái lợi nhuận nó nhiều. Có những anh chị ra được thì thắng rất lớn, có thể thắng cả 100 tỷ. Nhưng có những anh chị mà bây giờ Trần Quang biết là đang ôm khoảng 30 đến 35 cuốn sổ đỏ trong Phú Quốc, tổng trị giá rơi vào tầm 350 đến 400 tỷ đồng ngày mua vào. Thời điểm này thì Trần Quang không định giá được nó là còn bao nhiêu, nhưng đại thể là ít nhất cũng phải mất tầm 2/3 so với cái thời điểm đỉnh điểm mua vào. Thì anh chị em thấy nó rất là đau xót đúng không ạ? Và có một cái điều rất là dở nữa là hiện tại những cái lô đó
Nó lại là sổ trên sổ nó ghi là đất trồng cây lâu năm, và sau này khi check quy hoạch chi tiết ấy, thì nằm trong cái vùng quy hoạch. Mà vừa rồi khi mà nằm trong vùng quy hoạch mà chưa công bố thì anh em chị em vẫn được giao dịch bình thường. Nhưng mà nếu không may người ta công bố vào lúc anh chị em chưa thoát được hàng ấy, thì cái giao dịch của anh chị em là không không có giao dịch được, không thoát được hàng. Vì vậy cho nên đấy là một cái lý do về 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 quy hoạch, là lý do thứ ba trong một ba trong năm năm lý do mà cái rủi ro của cái khi mà đầu tư đất nền ấy. Lý do thứ tư ấy là anh chị em khi nếu mà không có kinh nghiệm đầu tư vào đất nền, rất có thể xảy ra cái tình trạng là rơi vào mê hồn trận hay còn gọi là ma trận. Giống như cái đầu tư bất động sản Láng Hoa Lạc hoặc là Châu Đức Láng Hoa Lạc thì xin phép là để không 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 đưa vào vào trong cái phạm vi này. Nhưng ví dụ Châu Đức, Bà Rịa, Vũng Tàu, ví dụ như một số cái dự án ở một số mà nó ăn theo thông tin ấy, thì anh chị em vào thì rất là dễ. Mà đặc biệt là một một cái gọi là một cái tập đoàn, đúng không ạ, một cái tập đoàn bất động sản sừng sỏ ở miền Nam mà vừa rồi bị tóm gọn, đó là tập đoàn gì ạ, tập đoàn Alibaba đúng không ạ, do Nguyễn Thái Luyện đúng không ạ. Thì khi mà cái những cái dự án phân lô bán nền được chào ra với mức giá rất hấp dẫn, cái số lượng cái population, tức là cái số người vào rất là crowd, rất đông đúc, thì nó đẩy cái trạng thái trend đấy lên. Và khi mà đẩy trend lên, anh em rất là dễ mắc vào cái mê hồn trận. Mà khi mắc vào mê hồn trận thì anh em rất là dễ xuống tiền. Sau khi xuống tiền xong thì anh em sẽ dễ dễ vào, nhưng mà đến cái lúc ra thì ôi thôi, rất là khó ra, tính thanh khoản của nó rất là thấp. Vì sao tính thanh khoản thấp? Bởi vì tôi nói ở trên rồi, hạ tầng, quy hoạch, pháp lý, rồi thì yếu tố giá là các vị đang mua ở giá giá tương lai, nhưng mà mua cho những thứ đang có mặt trước mắt quý vị này mà hiện tại, cho nên là giá nó không tương xứng, mà cần phải một thời gian rất là dài để nó điều chỉnh đến cái giá đó, thì quý vị dễ vào khó ra. Đấy là lý do thứ tư của khi mà rủi ro khi mà đầu tư đất nền. Rủi ro thứ năm đó là khi mà rủi ro các bạn không thể ra được hàng, thì có rất nhiều bạn, rất nhiều anh chị đã phải về về chia sẻ với Trần Quang rằng là có cái tình trạng của anh của chị như thế, của tớ như thế, thì có cách nào để cải thiện nó không? Vì bây giờ là một thời gian nữa, một tháng nữa, một tuần nữa tớ bị áp lực bởi ngân hàng, bởi họ hàng, vì đi vay tiền đầu tư. Thì cái lý do thứ năm đó chính là mất cân đối về tài chính. Anh chị em rất dễ khi mà đầu tư đất nền nếu không thoát được ra thì mất cân đối tài chính, mà từ mất cân đối tài chính các anh em có thể mất cân đối về cực nhiều thứ khác, chẳng hạn như công việc, kể cả hạnh phúc gia đình, kể cả những cái định hướng tương lai, rồi có quá nhiều cái thứ. Khi mà mất cân đối tài chính anh em sẽ mất cân đối luôn. Chỉ cho nên ấy, khi mà đầu tư vào bất động sản đất nền, anh chị em cố gắng là tìm hiểu kỹ, đánh giá cái năm cái yếu tố rủi ro mà Trần Quang vừa đưa ra. Trần Quang thì cũng chỉ muốn chia sẻ về cái lý do về những cái rủi ro về đầu tư đất nền như vậy thôi. Còn xin phép anh chị em là nếu anh chị em nào quan tâm sâu hơn thì xin mời anh chị em có thể subscribe kênh, đăng ký cũng như là để lại cái comment bình luận các cái tình huống của anh chị, thì Trần Quang biết được cái gì ấy, thì Trần Quang xin phép sẽ comment sẽ trả lời. Cảm ơn anh chị em nhé.